Hello hello hello. Thì hôm nay là ngày mới rồi mọi người. Thì em cũng chúc cho tất cả cô chú một ngày mới thật là vui ấy. Đây thì hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với mọi người. Hello hello hello. Chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay những cái sự việc mà xảy ra mà cái cô mà hồ báo này cũng mà đang lấy chim lên, thì hôm nay là cô này là cũng được thả về rồi mọi người. Đó thì cũng được thả về nha mọi người. Cũng lên nói là Hồng Ly đã về ngày 28. Đó, chứ sao không nói là bây giờ sao không nói là Hồng Ly ủ trời ngày 28 nữa đi. Đó mọi người. Đấy, thì hôm nay là hồ báo cũng về và cũng lên nói là Hồng Ly đã về. Đấy, thì để cho mọi người biết là như thế nào. Đó, thì chỉ lên chỉ live stream thì em cũng kêu là sao không chéo gọi những cái tên mà để bỏ tiền ra đó, là mà để mà kêu mà cái cô hồ tiền này đó là nhờ người để mà hãm hại Hồng Ly đó, nhưng mà cô ta không nói, cô ta hẹn mình ra ngoài luôn mọi người. Đó mà em bị chửi quá trời trong cái livestream đó. Đấy, chửi tùm lum tà la hết, có gì đâu, thì mình nói chuyện thôi chứ mình đâu có vô mà cái trang của người ta để mình xúc phạm hay là mình nói cái gì mà sai đâu mọi người, đúng không? Cho nên là có gì đâu mà phải ngại mà phải chặn hay xóa làm gì. Em mà đâu có gì đâu mà phải xóa, đúng không cô chú? Đây là người thật việc thật mà xóa làm gì hả? Thì câu chuyện á, thì trước tiên là em muốn nói về mà cái cô mà bông hậu đó. Thì cô bông hậu thì mọi người biết rồi đó, là hôm nay bông hậu và bóng xà beng là hai bàn thờ đó là đã bị cấm đi các nước nha mọi người, là cấm rồi, là không có được đi nữa đó, là cho nên là không có được xuất cảnh cho các nước khác, tại vì mà làm những hành động mà giao bán, nói chung là đổi những cái bài hát quốc ca của Việt Nam đó. Cô chỉ phạt hành chính thôi nha mọi người, thì cái này là rất là nhẹ so với cô, nhưng mà để cho cô suy nghĩ lại mấy bố cô đừng làm như vậy nữa. Đấy, đó là cái mà cái dai là phải trả trước, cái đơn giản thôi, từ từ giờ sẽ mà có nữa, nếu mà về mà còn mà lên mà live stream nói chung là cũng cấm live stream mà cấm nói trên mạng xã hội rồi mọi người. Đấy, tại vì phát ngôn gì mà cô bông hậu hoa hậu gì mà phát ngôn kiểu giống như mà những đứa làm cái ngoài đường sao được, ai mà chấp nhận đó. Bây giờ có nhiều người binh cũng được, binh gì được, không binh được cái chuyện này. Em nói chuyện gì xảy ra thì binh được, chứ còn chuyện này không binh được mọi người. Đấy, đúng không? Đó, cho nên là nói cho cô biết. Còn hôm nay là nhiều người á đến nhà của cô Sáu Bảo để báo. Đấy, cái chuyện này mới quan trọng nè mọi người. Đó, thì hôm nay em thấy cũng Bình Dương nè, rồi Khám Tử Lùng nè, rồi những cái anh chàng mà đi theo bên ve chó đó mọi người. Đó, thì cũng vô được chụp hình với cô Sáu. Mà em quên kêu anh uống Bình Dương này nè. À, anh quay phim, anh phỏng vấn. Nếu mà anh phỏng vấn á, mà anh quay lên á, thì chào còn vui hơn nữa. Mà tại sao anh không phỏng vấn, em không biết. Đúng không mọi người? Đó cơ, em quên điện thoại, em kêu anh ơi, anh phỏng vấn giùm cái cô Sáu báo giùm em đi. Mà em quên kêu. Anh mà phỏng vấn mà anh đăng lên nữa là ngon nữa đó mọi người. Đấy, là cô Sáu rồi chụp hình nữa không? Sáu vào chụp hình để trái tim rồi vậy nè mọi người. Đó, thì em cũng coi, đăng lên trang cá nhân rồi ha, cũng thân thiết lắm đó, cho nên là em thấy nó không có video, cho nên em cũng hơi buồn, tại vì nếu mà đi vô gặp mà cô Sáu báo với anh Bảy Búa là mình phải có một cái video để lên trên cộng đồng rồi ta xem rồi hôm nay sức khỏe làm sao, bệnh ối máu vừa rồi đó về như thế nào để cho bà con người ta biết, chứ để người ta mà cứ hoang mang, người ta cứ sợ, người ta đi dành tiền để người ta đi phúng điếu nó mệt lắm, hiểu không? Dương không chịu mà đăng lên cho người ta coi. Anh Quấn này anh cũng dở lắm. Một khi mà anh từ Nha Trang anh chạy vô đây á, thì anh cũng làm một cái video để cho bà con người ta xem, để Lâm Võ này nè, nó có chuyện thì nó nói, Lâm Võ, Thiện Võ gì đó, Long Võ gì đó, nó nói cho nghe đó.
chứ còn mà tự nhiên đi vô chụp hình không à, phải có video nha. Mai mốt nhớ nha, anh muốn Bình Dương đúng không, mai mốt mà anh vô nhà của cô Sáu Báo á, hay là anh gặp những người nào mà anh yêu thương thì anh phải quay video lên cho cộng đồng, mà những cộng đồng mà người ta yêu thương anh ấy, người ta xem hiểu không, là cho tôi xem với chứ, coi cái nói chuyện làm sao, nói chuyện giống đợt vừa rồi hay không, nói Hồng Loan không phải là con vụ, Hồng Loan không có giấy tờ gì hết, nói là kêu chú Năm đồ đưa giấy rồi ký tên sang nhà rồi tùm lum hết đó, giống như cái anh mà chàng mà vừa rồi đó quay lên thấy không, biết bao nhiêu người xem không, trời ơi, cả 100.000 lượt xem luôn, sướng muốn chết, phải quay lên mới được. Tôi dặn anh vậy nha, anh muốn Bình Dương mai mốt anh đi vô anh gặp ai anh quay lên anh hỏi đồ, anh hỏi giống như anh hỏi cung vậy đó, hiểu không, anh hỏi đồ chú Bảy nằm bệnh viện rồi có sao không, giờ vừa rồi đợt vừa rồi từ thiện rồi cho được 1 tỷ 1 tỷ mấy gì đó, giờ có tiền đó để làm gì, có mua nhà ở đi đi về cái quen xong nào mua ở cho nó khỏe, đừng sống ở Sài Gòn mà ở ra đi xin tiền người ta, hiểu không. Tôi dặn anh vậy đó, một khi mình đi từ ở xa mà từ Nha Trang đi vô tới đây mà không quay được cái video nào của Sáu Báo anh để uống vợ thiệt em thấy vợ đó, dặn anh trước để mốt anh muốn Bình Dương mà anh có vô á thì anh nhớ quay phim giùm nha, không để cho tôi coi với đó mọi người đó. Đi vô và giờ hôm nay á, thì cái cô mà ve chó lên hát nhà hát mà bà Bến Thành đó mọi người, thì em thấy chắc một sao nữa. Hình ảnh mà đi hát mà lên mà lấy mà bài hát của chú Năm á mà lên hát rồi xong ca, trời đất cơ, nghĩ sao đem ổng ra để mà làm tiêu đề để kiếm tiền, thấy không, bây giờ mà cuối cùng bây giờ mà còn lấy cái tiêu đề của ổng ra để kiếm tiền, mọi người thấy không đó, bây giờ xin tiền không được, khóc không có tiền, bây giờ phải lấy bài hát đó mà ổng mắc ổng nằm ở dưới mồ sâu rồi, bây giờ cũng đem ổng lên để hát cho người ta nghe, giờ bắt đầu hát theo vài câu lượm tiền, trời ơi sao nó dễ lượm tiền dữ vậy trời, em thấy sao dễ lượm tiền dữ vậy, ve chó đó, đem bài hát mà nghĩ sao mà lấy bài hát chú Năm nữa, mà cái bản quyền chú Năm bây giờ Hồng Loan lượm mà vừa rồi đó, cái cô mà ve chó này nè là cũng đánh bản quyền rất là nhiều người đó, để Hồng Loan coi thử đi, bản quyền của chú Năm có quyền đập nha, Hồng Loan đập bản quyền lại không nói gì hết đó. Kênh họ lớn lắm mình đập được đó, vừa rồi thì cái cô ve chó này cũng nói chung là rất là ác, cũng đập nhiều anh em YouTube ba kênh rồi, mà bài hát đó là bài hát của chú Năm đấy, mà lấy đập bản quyền tất cả anh em YouTube được đó, mình sống không có đẹp hiểu không, những cái gì mình làm mình cảm thấy đúng thì mình cho là đúng, còn xã hội thấy mình sai thì xã hội có quyền nói đúng không, mình cũng lớn rồi, cũng 30-40 tuổi rồi, mình cũng có trí nhớ rồi, có đầu óc rồi đúng không, mình sống cho nó lương thiện chút xíu đi, đừng có sống giống như mẹ mình, giống như cô Sáu Báo này. Cô Sáu Báo này là sống nó dốc nó lão lương lẹo với mà chú Bảy Bảy Bào đó, và thêm hôm nay gặp thêm cái cô mà còn xèo còn nói dốc dữ nữa, lên mạng toàn là kêu déo những trẻ nhỏ chửi, xong rồi chửi không rồi cuối cùng mà nói đổi thừa là những đứa nhỏ mà chửi bới những người lớn, có không mọi người, không có đứa nhỏ nào họ sanh ra họ có đầu óc ấy. Khi mà họ lớn lên á, bây giờ họ không được cha họ nuôi thì họ được mẹ họ nuôi hoặc là cô dì chú bác họ nuôi, nhưng mà cô dì chú bác không có nuôi đó, chú bác không có nuôi đấy, cô với chú bác không có nuôi, chỉ có dì với mà những người mà thân người ta nuôi vậy. Người ta đã nuôi từ nhỏ vậy, người ta biết cái cách cư xử, cái cách đối nhân sự thế người ta học hết á, chứ không ai mà hỗn láo mà những ai mà ngồi mà lên mà để mà kêu gọi cha mình hay là những người khác để chửi, không có đâu mọi người, cái đó là nói dốc. Cái cô cột xèo này nói dốc, cô cột xèo này lên toàn là chửi người ta thôi, lên lúc nào cũng réo gọi mà tên bùm bùm với mà Mỹ Mỹ với Hồng Loan đấy, mà những người này đâu có ăn hết của gia đình cái cô này đâu, cái cô này là muốn đi vô nhà chú Năm để ăn thôi, em nói cho mọi người nghe, nhưng mà gia đình chú Năm đâu có chấp nhận cái cô này đấy, cuối cùng cô này ra cô này nói chuyện mà giống như là cô này ở trong cái gia đình đó, để cô này mà nói cho mọi người biết giống như ở trong cái gia đình của chú Năm vậy đó, nhưng mà nhà có ai chịu cô này đâu, cái cô cột xèo này nè,
nói chung là bây giờ em nhìn đơn giản thôi, các cô các chị chú anh chị mà xem á, mà nếu mà cái này em nói đúng hay không nha, đấy, một cái người mà đẳng cấp, một cái người mà đi hát đi hò ở xã hội là cái người đó rất là giàu, rất là có tiền nha mọi người, em nói thiệt chứ không phải đơn giản đâu. Mà tại sao hở một chút là đi xin từ thiện, mà tại sao vậy, tại sao mà lại đi xin từ thiện? Đấy, mình ngăn cách mình có mà, mình còn thua đứa con nít, mình còn thua đứa con nít. Đừng có chửi họ, họ là người sống có nhân cách, ai cũng yêu thương những đứa con nít ở nhà chú Năm. Đấy, chỉ có người ghen ăn tức ở, những người tham lam ganh tị mới ghét Hồng Loan và Bùng Bum Mỹ Mỹ, chứ chưa bao giờ mà ba đứa này ăn của ai nha mọi người. Em nói mọi người thử, mọi người xem có đúng không. Đấy, kể cả những cái món đồ mà chú Năm tặng cho Hồng Mỹ Mỹ hay là Bùng Bum là vẫn bây giờ vẫn còn. Còn những người lớn tuổi mà đầu già 2-3 thước tóc rồi đó mọi người, đó cũng gần đất xa trời. Những gì chú Năm tặng còn không? Mình nhìn lại đi cái cách sống của mình đi. Giờ mình nói chuyện, đúng không? Trước khi mình nói chuyện mình phải nhìn kỹ lại mình. Cái con người mình sống có tốt không? Có đẹp không? Có hay không? Đó, những gì mà chú Năm cho đấy, giống như cô Sáu Báo nè, với ông bà Bảy Bào nè, đó. Ông cho bao nhiêu, ông cho bao nhiêu tiền, ông cho bao nhiêu căn nhà, ông cho tất cả mọi thứ. Giờ bây giờ còn cái gì không? Hay là ra ngoài đường ở thuê ở trọ? Còn không mọi người? Mọi người nói cho em biết đi, còn cái gì không? Còn giữ lại cái gì của chú Năm không? Chỉ có còn những cái vàng của chú Năm mà để lại là cái con ve chó đó, là lấy đem về. Đó, là giữ của chú Năm mà bây giờ không biết là còn hay không, hay là bán rồi nữa. Em cũng chưa biết. Đó, vàng đồ của chú Năm là lấy hết. Cuối cùng con người ta Hồng Loan không có lấy được 1.000, không có cái lấy một đồng nào. Bây giờ còn thưa kiện đi giành căn nhà đó. Mọi người thấy con người sống mà vô đạo đức, vô nhân cách. Sao mà lúc mà chú Năm còn sống đó, sao không nói trước mặt chú Năm á, Hồng Loan không phải là con ruột, đúng không mọi người? Sao không nói? Bây giờ chú Năm mắc lại ra nói này nói kia. Mình nói cái gì phải cho nó đúng, đúng không? Chứ mình lớn rồi, mình ăn tầm bậy thôi, chứ mình đừng có nói tầm bậy, tầm bạ, tầm bậy. Đấy, người ta trước khi người ta ra đường, người ta lớn khôn, người ta tới đầu hai thước tóc, người ta đi ra, người ta cũng học xã hội, người ta học ông bà ta, cái cách cư xử, đối nhân xử thế. Còn cái này học ai không biết, không có học chú Năm, em nói thiệt. Đấy, cái cô Sáu Báo với cái anh Bảy Bào này nè, thêm một cái cô mà còn xèo nữa, không có học ai đó. Học chỉ có lương lẹo, nói dốc, nói láo thôi, để kiếm tiền, quýnh đề, quýnh bụng thôi, em nói thiệt. Học những cái thằng chợ chờ ngoài đường, chứ không bao giờ mà học được gia đình đâu. Đó, lừa dối người ta, lừa gạt người ta để lấy tiền. Cuối cùng bây giờ tiền mẹ Mỹ Mỹ cũng không trả luôn. Trời ơi, em tức. Đấy, đó, cô Sáu Báo đó. Bây giờ tiền mẹ Mỹ Mỹ mà nói chung là khi mà người ta mất mẹ, người ta mất rồi cũng không trả tiền cho người ta. Đó, kêu con mình đi. Con mình nếu mà nó sống á, mà nó có hiếu á, thì nó trả cho mẹ nó rồi. Nó cũng giống y chang mẹ nó thôi. Đấy, cái con mà ve chúa đó mọi người. Chứ đừng để cho người ta đồ hoài. Tiền gì mà ăn mà từ đồng tiền mà người ta lúc người ta còn sống, mà khi mà lúc mất rồi là ăn trên đồng tiền xác sống và xác chết luôn. Em nói cho mọi người nghe. Đó, bây giờ bản lãnh thì bây giờ kêu con mình nó trả đi. Trả đi cho nó hay. Trời ơi, cứ để gì mà để gì để vậy hoài vậy. Em nói chung là em lên là em gọi, em déo để em đòi. Đó, không phải là cái đồng tiền của em hay gì. Nhưng mà em thấy Mỹ Mỹ rất là tội. Tại vì bây giờ mẹ không có, bà cha cũng không có. Bây giờ biết sống nhờ ai? Phải nhờ đồng tiền của gia đình mẹ mình để lại không? Đúng không mọi người? Mà sao không trả cho Mỹ Mỹ đi? Để Mỹ Mỹ còn làm kiếm tiền nữa chứ. Đấy, mà bây giờ còn xèo còn lên mà kêu gọi mà chửi Mỹ Mỹ đồ nói tùm lum tà la. Rồi chửi Kim cả mà bùm bùm nữa. Mà cô không có nhân cách gì mà để cô đứng lên cô chửi anh nè. Em nói thật sự mọi người luôn, từ đây vì sao mà em thấy mà chửi bùng bùng với Mỹ Mỹ, em sẽ xúc phạm nặng hơn. Em nói thiệt với mọi người. Đó, từ đây vì sao tốt nhất là ngậm cái mồm, đừng bao giờ mà lên mà gọi mà những cái đứa nhỏ ra để mà nói xấu họ nữa. Tại vì con người mình nhân cách mình không có đẹp, không có tốt, cho nên mình đừng bao giờ mà chửi những đứa nhỏ. Nếu mình cảm thấy mình tốt, mình đẹp, mình đâu có ra xã hội để mình xin tiền. Mình là một cái người hoàn hảo thì mình không bao giờ mà đi ra mà để một chút xíu nằm bệnh viện là xin tiền cộng đồng để mà trị bệnh hay là làm gì đó. Nếu là mình là người tốt, mình là người bản lãnh, đừng bao giờ xin tiền cộng đồng.
chỉ có những người nghèo họ mới cần những đồng tiền đó thôi. Mình đang lên thương trường, mình rất là giàu mà, mình nói gì mình cũng hay mà. Đấy, mà sao mình lại đi kêu gọi từ thiện? Mình cái đó là mình đã nhục rồi nha, cái cô cọt xèo. Em nói thiệt, em nói thẳng cô cọt xèo. Đấy. Còn mà chú Bảy Báo á, là cái ông này á, là ông chỉ mê cái bà này thôi, mới bỏ con mình. Em nói cho mọi người nghe luôn, chỉ mê, mê cái bà này mà bỏ, từ bỏ đứa con ruột của mình. Đấy, chứ không phải như chú Năm đó. Ông này không có nhân cách, ông này không có đạo đức. Đó, mọi người nhìn thấy mà nếu ông này có nhân cách, có đạo đức thì mọi người cứ nói em nghe. Em nói không có nhân cách, không đạo đức. Một khi bỏ con mình đừng bao giờ díu gọi nữa. Mà sanh ra rồi cũng đâu có nuôi đâu mọi người. Sanh ra rồi thì đứa con này thì để mẹ nuôi thôi. Chứ còn chú này á, không có làm được cái gì hết, chỉ báo thôi. Đấy, chỉ tối ngày mà đi xin tiền cờ bạc hay là này kia thôi. À, đó, chỉ báo chú Năm thôi, chứ không được gì hết. Đó, sanh ra hai đứa em, mọi người thấy không? Chú Năm sanh hai đứa em không? Có đứa nào tốt, có đứa nào đẹp không? Mà bây giờ mà phải mà đi lên mà nói mình đẹp, mình xấu, mình tốt. Đấy, cô Sáu báo đó. Cô nhìn cô đẹp không? Cô sống, cô có nhân cách không? Thì cô nói thử đi. Cô không có nhân cách gì hết đó. Đấy, mà cô còn nói dốc nữa. Đấy, mà con của chú Năm á, thì bây giờ cô lật lọng là cô nói là không phải là con. Đấy, là chỉ là một đứa con nuôi, à, đem về nuôi. Đó, à, không có giấy tờ gì trong gia đình. Không có giấy tờ gì trong gia đình sao giờ ta có hộ khẩu, năm đứa cháu ta nằm trong hộ khẩu với chú Năm. Nói cái gì đâu không à, em thấy nói toàn là nói dốc không à, nói để lừa gạt người ta không à. Đúng không mọi người? Mà mọi người thấy người này, hai người này có nhân cách đâu mà lừa gạt người ta tin không tin. Chỉ có những người ngu dốt mới tin à, cái cô Sáu báo với anh Bảy Bào này. Em nói thiệt, chỉ có những người ngu dốt mới nghe lời những cái người này. Tại vì những người này á, là những thành phần mà cờ bạc thì không bao giờ họ nói thật. Em nói thiệt mọi người, họ bất chấp mọi thứ để họ mượn tiền để họ chơi cờ bạc. Em nói thẳng luôn, hồi xưa em cũng là một cái thằng cờ bạc, em biết được điều đó. Đấy, những lúc em thua em có thể chạy em dây em mượn. Đấy, còn không cho thì em giam nó sống. Có, cuộc đời mình chưa bao giờ mình xấu mình nói mình xấu, chứ không bao giờ mình đứng ra mình nói mình tốt, không bao giờ có. Chứ đừng có lên mà nó phét, hiểu không? Lên nó phét, nó dốc là tôi là người tốt, và tôi là có người chú Năm để dành nhà đồ cho tôi, đồ này kia, không có đâu mọi người. Nói dốc không à, tiền là không có, hiểu không? Toàn là mà lừa gạt người ta thôi. Đấy, chứ có gì, mọi người thấy không? Đó, nhìn cô Sáu báo với anh Bảy Bào không? Bây giờ làm gì? Bây giờ bệnh viện, mình đi vô bệnh viện cũng kêu gọi từ thiện để cho tiền. Mình thấy nhục không mọi người? Em thấy nhục lắm, nhục. Thiệt, em thấy là rất là nhục. Nhưng mà không biết những người này, cô cọt xèo này có nhục hay không. Chứ em thấy rất là nhục. Đó, bây giờ mình tốt nhất mình im cái miệng mình lại đi. Đó, mình đừng đụng vào trẻ nhỏ nữa. Mình đụng những cái người lớn như em nè. Đó, đó mình cứ kêu gọi lên. Còn tốt nhất giờ thôi mình đừng có nói gì nữa đó. Mình đã sai rồi. Mình thì mình im cái miệng mình đi cho nó hay hơn. Chứ mình có được cái gì đâu. Bây giờ thư kiện, bây giờ còn chờ nhưng mà thật sự không có được. Thư kiện mà dành căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm thì không có được. Em nói thẳng luôn, không bao giờ được. Mọi người tin đi. Đấy, tự nhiên Hồng Loan giờ đứng tên trong hộ khẩu, mà bây giờ đòi mà người không có tên giấy tờ trong đó, đòi lấy gì? Để em coi cái lấy cái gì mọi người. Lấy cái tủ lạnh với chiếc xe máy á, để hoài luôn, không có đem về. Đó, lấy cái đó đó, được. Đó, còn cái tủ lạnh với chiếc xe máy mọi người, để hoài à, chặt nhà lắm, đúng không? Mà dối déo gỗ hoài à, mà không đem về còn được, được bán cho tôi đi. Đó, được không được thì bà Sáu Báo nè, bà bán chiếc xe máy đó cho tôi đi. Tủ lạnh thì tôi không thích, để tôi đi tối ngày tôi xài tủ lạnh. Đó, bán tôi cho xe máy nhiêu tiền rồi tôi qua tôi đưa tiền cho. Giờ là lấy chiều nay quýnh luôn số đề. Lụm, mua căn nhà. Vậy cho dễ, chứ dành nhà dành không có được đâu. Đó, cứ nói hỏi ra cái nói kêu Hồng Loan đưa giấy ADN giấy tờ mà con ruột đồ tùm lum tà la mấy má mấy cha, hỏi ra mấy má mấy cha mà lên mấy má nói là toàn là kêu mà đưa giấy tờ ADN rồi giấy hợp pháp đồ tùm lum lá hợp pháp gì, tôi cần gì ADN. Đấy, Hồng Loan không cần ADN ADX gì đó. Mấy người mà ngu dốt mấy người mới kêu mà kêu Hồng Loan đưa ra giống như mà cái anh Đức Dây á. Cái anh Đức Dây, mọi người biết Đức Dây là ai không?
Đức Cướp á, đạo diễn hết thờ đó, Đức Lờ đó, đó hở ra cái kêu Hồng Loan đưa giấy ADN ra đi để chứng minh. Ủa chi vậy, ông có cái gì trong nhà đình gia đình ta không nổi, cha nói cha lên cha toàn là nói phét nói dốc không mà anh đạo diễn Đức Cướp mọi người biết như vậy. Lên livestream nói hỏi ra cái đưa giấy ADN ra đi với y chang ông cái lên tính bên Mỹ á, cũng kêu Hồng Loan đưa cái giấy hợp pháp ra đi. Vừa nghe Nguyên Vũ nói con hợp pháp, mọi người bên giới cải lương té xỉu mà nghỉ hát nửa năm trời ơi. Xong dạ xạo dữ vậy ông Lê Tính, ông Lê Tính bên Mỹ ông xạo dữ vậy ông. Hôm nay tôi đâu biết ông BD đâu, bây giờ tôi mới thấy ông bóng á, trời ơi sao cái giới bóng nhiều dữ vậy trời, trời ơi lên nói gì mà nói dốc không mà mọi người đó. Bây giờ mấy ông có cái gì trong cái gia đình này không hả, mà kêu người ta đưa cái giấy tờ. Đó nghĩ sao vậy, nhìn lại đi, toàn là thứ nịnh không à, em mới thấy toàn là vậy không thiệt. Nhìn lại đi, mình có gì trong cái nhà này không, kêu Hồng Loan đưa ra giấy tờ ADN đồ chi vậy, không có liên quan đúng không. Mình nói người ta chửi mình á, mình nói lên mà là người ta chửi mình á, ta nói mình ngu thì dựa cột mà nghe, dốt quá thì học thêm, học thằng Lâm Võ nè, với thằng Thiện Võ, với thằng Long Võ, học ba thằng đó đó để nó nói cho mà nghe, hiểu không. Có dốt quá thì nhìn nó mà nói chuyện á, thì học nó đi. Tự nhiên giấy tờ mà hợp pháp hay không hợp pháp đưa ra cho ông coi chứ ông có cái gì mà trong cái nhà của người ta, chưa chắc gì ông bước vô nhà người ta được nữa, bước vô nhà được không, ông đòi xem giấy tờ. Quên đi, hai anh đó, hai anh mà chui đáy quần á, là anh đạo diễn Đức Lờ đó, là hết thờ đó mọi người, với anh mà Lê Tím bên Mỹ đó, toàn là xạo không à. Mấy mốt đừng có kêu nữa không, kêu người ta đưa giấy tờ ADN mất nhục, bây giờ khỏi cần ADN, đứng trong hộ khẩu lấy nhà được không. Trời đất ơi, khỏi cần con ruột luôn, nói thẳng luôn, bây giờ cho là con nuôi luôn, con lụm ngoài đường luôn, đứng trong hộ khẩu là có quyền, khỏi cần hỏi nữa nha mấy cha mấy má. Hỏi ra cái hỏi giấy tờ của ông ta hoài. Để thấy Hồng Loan hiền chứ gặp Hồng Loan mà có gia đình anh em thử đi, giờ mấy má mấy cha biết. Dễ ăn hiếp người ta quá. Thấy Hồng Loan có một mình nó cứ đè ép con người ta hoài. Mình nói cái gì đó phải cho nó đúng và chuẩn. Chứ bận bao giờ trước khi mình hỏi cái câu đó đó, mình phải suy nghĩ là tự nhiên mình hỏi mà giấy tờ ADN chị ta, mình có liên quan gì tới căn nhà số 5 đâu. Tự nhiên mình hỏi chỉ cho người ta chửi mình vậy, phải mình ngu không, mình ngục không, tự nhiên mình hỏi chỉ cho người ta chửi mình. Nếu có liên quan tới mình anh chị em dòng họ mình thì mình hỏi chí, mình lên mình nói là được rồi, khỏi cần hỏi. Mình muốn chửi bởi gì người ta nói mình chửi đi, giờ nghiệp gia đình dòng họ mình lành, mình đừng có hỏi người ta nữa, nhục lắm, hiểu không. Vô nhà người ta không được cuối cùng quay qua chửi người ta, hỏi người sống gì kỳ vậy, trời đất ơi thiệt. Còn nói nè, giờ còn nói là cái anh đạo diễn đưa Đức Cướp còn nói thưa 16 anh em YouTube, thưa đi. Thưa đi lên tôi gặp anh. Trời đất ơi, có gì đâu sợ. Làm gì thưa? YouTube bên đây làm gì dơ? YouTube mà ngồi trên xe, ô tô mới là YouTube dơ. YouTube xạo, YouTube không biết gì mà cứ lên nói hoài à. Nói qua nói lại cũng bán nước qua thôi. Em thấy toàn là thành phần gì đâu, thiệt. Mình nói mình phải nhắm đúng ngay người mình nói. Mình nói cho sự việc nó đúng, mình coi kỹ cái câu chuyện mình mới nói được, nhớ không. Tôi dạy cho hai ông đó, hai ông già hết thờ đó, đạo diễn mà hết thờ Đức Lờ, rồi thêm mà cái anh mà hài Lê Tím bên Mỹ á đó, tôi dạy cho anh á để anh nghe, mai mốt anh đừng có mà hỏi cái ADN đồ ngắt xỉu đồ, hiểu không. Tại là khi mà anh diễn cái bộ phim hôm qua đó thì người ta cũng cười nhưng mà ta ỉa vô mặt anh á. Tại vì anh người ta nói là trời ông nội này không có cái gì đâu trời, không có gì liên quan tới cái nhà người ta đâu mà ông đội kêu Hồng Loan đưa ra ấy với ADN hợp pháp chứ vậy. Bây giờ mà vô quay á, cô Sáu Báo với anh Bảy Búa mà kêu Hồng Loan đưa cái giấy hợp pháp á thì tôi còn chấp nhận, cái đó tôi không nói, nhưng mà cũng không cần, đã thưa kiện rồi đưa ra làm chi, hiểu không. Mai mốt nè còn đi vài ngày nữa là tới rồi thì ra đây mà coi lụm được cái gì đó. Chính cái con gái của cô mà Sáu Báo còn nói lên báo nói là mẹ ơi dành không có được đâu mẹ ơi, bây giờ mình có giấy tờ lộng lưng nào đâu dành,
thì cái bà sáu báo này bà nói á, thôi con dán đi con, bây giờ dành đi, tại vì mà cái thùng tiền phún điếu bây giờ nó nhiều quá, nếu mà bây giờ con không dành á, cho Hồng Loan á, nó lấy căn nhà đó thì bắt đầu nó déo gọi tới tiền từ thiện, thì bây giờ cái tiền từ thiện này bây giờ mình lấy mình xài đi, đúng không ơi? Chính xác không? Chính xác 100%. Lấy tiền này mình xài trước đi, giờ từ từ 1-2 năm sau là xử xong thì cái tiền từ thiện mình cũng đã ăn hết rồi. Có gì mình không có tiền đền thì mình ủ tờ mình vô chổng thì cuộc đời mình đã ăn no rồi, hiểu không? Mình vô đó xong rồi mình mất ở trong đó, xong mình xuống nhà mình xuống dưới chú Năm á, mình lãnh căn nhà mà số 6 điểm thi đồ ở dưới đó. Thì bà nói với con bà ve chó vậy đó, bà nói vậy đó, thôi con dán dành, mình dán mình dành, hiểu không? Để nhận được ngày nào hay ngày đó, chứ bây giờ nó kêu mà lấy tiền phúng điếu ra mà sao kê thì giờ mình có đâu mình sao kê đấy, đúng chưa mọi người? Nhưng mà chạy đâu cho thoát, trời đó em dối gọi hoài luôn đi, khi nào mà trả tiền cho Mỹ Mỹ đi, trả tiền cho Mỹ Mỹ và nói chuyện đó. Mình là cái người mà lớn, có nhân cách, có đạo đức thì cho tốt nhất á, là mình phải làm những cái chuyện đúng, hiểu không? Còn cái cô mà chinh mà chinh điếm á, thì hôm qua thì cũng bị khám tử cung nó chửi rồi, ngu quá, đưa tiền cho nó để nó xây nhà, xây cầu cho gia đình nó đấy, cho người ta ăn xong ta chửi, cho người ta ăn xong ta chửi thôi, là những người già thôi, chứ những người trẻ họ đâu có cho ăn đó. Giống như cái cô chinh đó, đấy cô chinh mà chinh dơ đó. Đấy ma nữ, gọi là ma nữ chinh tiết gì đó, chinh nguyên, ma nữ chinh nguyên. Nhìn bà tôi thấy gớm chích mồ đó, mà tôi thấy tôi ớn ăn. Nhìn mặt bà già cằn mà lên ngồi nói chuyện đó không nổi, nói nữa chắc vài tiếng mà chắc ngồi xỉu luôn đó. Chắc mai mốt đưa y chang vô, đưa như giống như chú Bảy luôn, vừa rồi từ bùm bùm là bắt đầu là sáng ngày mai là chỉ diện gấp ngay lập tức đó. Rồi giờ tới bà này hại Hồng đi đó, hồi nãy giờ em déo gọi em kêu mà cái con hồ tiền á, kêu là bây giờ nó mới vừa về bữa nay nó lên livestream thì nhiều người vô ủng hộ lắm. Con ơi con lên livestream cô mừng quá, hôm nay con ủ tờ con có sao không, con có bị người ta mà cạo lông không đấy, cô lo cho con quá, con về cô mừng quá đó, nói với cô cái cô hồ tiền bên Malai vậy mọi người đấy, mừng quá cô mừng quá. Vậy xong em vô nhắn tin, bây giờ ai đưa tiền kêu thì họ trả hết đi đó. Đừng có để nó gài, nhắn tin mấy người vô bình luận đừng để nó gài, nó đang gài đó, nó đang trọng tức đó đấy, có gì đâu gài, mình nói chuyện mình hỏi thôi mà, mình hỏi thăm thôi chứ đâu có gì gài đâu, em không biết gài đó, em vô hỏi thăm thôi. Tiền nó đưa nhiêu rồi, bây giờ còn nhiêu xong déo gọi nó lên cho trả đi, để mốt lật lọng á là nó không trả đó. Em déo gọi cái tên nó lên đòi tiền cho đủ, chứ mình vô mình ủ tợ nay là từng lễ rồi, ủ tợ cũng được 3 ngày bây giờ mới được về. Về lên nó phép, để lên nói Hồng đi về ngày 28 rồi mọi người ơi, về 28 rồi mọi người ơi, buồn không? Hồng đi về buồn không? Buồn thì ta ở chuồng ra, ta đứng ta nhảy cho mọi người xem, nhân cách có đâu, cứ làm đi, mình làm gái thì ai cũng biết rồi, không cần phải nói đó. Cho nên em nói cho tất cả các cô chú anh chị được biết đó, những cái người mà dơ bẩn thỉu đó, đó giống như cô Sáu, chú Bảy, và thêm bây giờ mà thêm 3-4 người nữa đó, rất là đông người luôn. Cho nên là em chia sẻ bao nhiêu đây cho mọi người coi, ngày nào em cũng déo em gọi để đòi trả tiền lại cho Mỹ Mỹ, cái số tiền của mẹ Mỹ Mỹ là phải trả cho mẹ Mỹ Mỹ, đúng không cô chú? Mình phải làm cho xứng đáng chứ, mình làm phải đúng, rồi mình làm mà mình làm không đúng là người ta phải cười mình đó. Thì thôi đến đây em cũng xin kết thúc cái video nha mọi người, chúc cho mọi người một buổi trưa thật là vui. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Chúc một ngày thật là vui. Nhớ xem và đăng ký kênh ủng hộ cho em nha mọi người. Bye 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 bye.